Ăn cơm hay ăn cháo ngoại? Cháo rồi con. Dạ. Mấy bữa nay thì ngoại có thấy bé Ly gì không ngoại? Dạ thì hôm là gần tháng xém bé Ly về hả ngoại? Dạ, bé Ly về mà ai gặp ngoại? Thì tôi là ngoại vô trời ơi, nó khóc quá trời. Dì Tư gặp ha. Dì Tư nói, dì Tư mượn xác dì Tư. Dạ dạ, có nghĩa là nhập vô dì Tư. Dạ. Nói. Dạ. Kêu mẹ, kêu ngoại trước, hay ngoại. Thưa bà ngoại trước ha. Đừng nói, Dạ. Tình tình chút mà nói cho mẹ. Mẹ đừng khóc nữa. Dạ. Con đi về trời rồi. Con theo bóng mẹ rồi. Kêu mẹ ra lời căn dặn mẹ ơi. Mẹ gắng báo hiếu cho bà ngoại đi. Mẹ gắng chăm sóc bà ngoại. Dạ. Bé Ly về, bé Ly dặn mà mẹ gì đó ha bà ngoại. Mẹ đừng có gầy ra bà ngoại. Mẹ gắng mọi nhà mọi người phải thương nhau lo cho ngoại. Dạ. Chắc bé Ly không có đành lòng đi quá ngoại, bởi vì mới về đang dặn mọi người là chăm sóc cho ngoại á. Ngoại gắng ăn mà cơm với cháo rồi nhiều vô nha ngoại, ăn giữ gìn sức khỏe nha ngoại. Thanh Hải, An Giang, đang 9:55. Thằng gì bé Ly mới đi mới đành lòng hả ngoại? Dạ. Bé Ly bữa nay nữa là bao nhiêu ngày hả ngoại? Cửa mở hôm qua. Mới cửa mở hôm qua ha. Tối ông thầy hôm nay đi cái gì để chắc mày canh coi nó gì thầy biết tới sáng nó vô nhà tư. Có nghĩa là thầy nói là hôm qua là bé Ly về. Nên là ngoại canh tới sáng. Thì sáng khoảng 4 giờ mấy là bé Ly về là vô người của cô Năm dì Tư. Vô người của dì Tư rồi nói là kêu mẹ hãy phụng dưỡng cho bà ngoại, kêu cả nhà hãy yêu thương nhau. Dạ. Đó. Ngoại đừng khóc nữa. Con dặn ngoại ơi đừng khóc nữa, con đi ngoại ơi, con đi theo mẹ rồi. Nó thì bé Ly cũng dặn như vậy đó, thì con tụi con thì cũng mong là ngoại cũng thôi đừng có buồn nữa, cố lên ngoại ơi. Dạ, cái gì cũng qua rồi thì ngoại cố gắng giữ gìn sức khỏe. Thì nói chung là ngoại giữ gìn sức khỏe là tụi con đến thăm tụi con cũng vui lắm hả ngoại. Dạ, gắng ăn nhiều vô nha ngoại. Mấy ngày nay ngoại ngủ được không ngoại? Ngủ được. Nhớ cháu mà sao ngủ được? Ai nó không? Dạ. Là bé Ly là sống với ngoại là từ nhỏ tới lớn luôn đó ha. Lúc đi lúc nói rồi nhỏ xíu mới lớn không. Dạ. Lớn thấy thương lắm. Lúc xưa là... Dạ. Lớn thương phóng là cọc. Lúc xưa là bé Ly sinh là được mấy trăm gram ngoại? 800 gram. Ồ, 800 gram ha. Dạ. Thì bé Ly theo ngoại nên là từ nhỏ tới lớn mình cũng mến tay mến chân hả ngoại? Bởi vì đi đâu mà bé Ly đi đâu ngoại cũng đi theo hết trơn. Ngoại đi chơi tới về Phú Yên. Dạ. Tới Phú Yên ngoại đi đâu nha. Dạ. Là kỷ niệm là ngoại với bé Ly là đi chơi ở đâu là xa nhất ngoại? Phú Yên với ông Lâm về dẫn đi đảo Nam Du á. Đảo Nam Du Phú Yên. Đảo Nam Du Phú Yên. Bên Campuchia. Có qua Campuchia nữa hả ngoại? Có. Dạ, qua bên Campuchia mình đi khoảng bao lâu mình mới có về ngoại? Đi có 2 bữa. Qua chùa. Đi chùa ha. Đi chùa rồi, khán giả đã thương chiếc người Campuchia. Dạ. Việt Nam mình cũng ở bánh nhóc thôi. Dạ. Vô tới Long với Kim Ly tới rồi thôi.
chắc người ta cũng hâm mộ lắm hả ngoài? Khán giả đón ngoài quá trời, quay phim thì cần biết. Dạ. Rồi ngoại cho con hỏi là năm nay là ngoại bao nhiêu tuổi hả ngoại? Ngoại sắp 78 rồi. Ồ, 78 là ngoại. Tết này 78 rồi. Tết này 78 hả ngoại? Dạ. Bé Ly mất rồi, giờ ngoại ở với ai ngoại? Mỗi năm cậu Năm. Dạ, hai chồng mà mỗi năm với cậu Năm ha. Ừ. Dạ. Con ngoại nó cũng ở gần gần đấy. Dạ. Nhỏ thứ ba nó ở ngoài chợ, nó chạy vô vậy ra ngoài. Ngoại cho con hỏi là mình có tổng cộng là bao nhiêu người con hả ngoại? 7 đứa con. Dạ. Cái người là mẹ của bé Ly á là thứ mấy ngoại? Nó Út à. Út luôn ha. Dạ. Thằng đôi có hai anh em nữa. Dạ. Cất nhà đó kế bên. Thằng anh thì nó xe nhân ái cho được cái nhà. Dạ. Còn nhỏ em với mẹ Kim Ly rồi mày. Nó đi đó rồi có tiền thì ta cho dành dụng ngoài cất trên cái nhà đó. Dạ. Rồi cũng có ở đâu đi mẹ rồi đi lên thành phố không? Mà năm ngoái năm nay rồi. Dạ. Yeah. Vòng vòng đây là có mấy người con của ngoại ở chung nguyên cái khu này ngoại? Thằng thứ 7, con bệnh thứ 8 đó, mẹ nó đó. Dạ. Yeah. Rồi thằng thứ 2 kế bên đây nè. Dạ. Yeah. Rồi đây thằng thứ 5 nó ở chung với ngoại. Dạ. Yeah. Hồi đó cho nó cắt cái nhà lên đó rồi nghèo quá rồi nó đi mần ăn. Rồi nó dùng bỏ rồi nó dở nhà rồi mà hồi đó ngoài giờ nó cái nhà cột rồi trời ơi, nó thấy con thấy đạn trường. Yeah. Chụp hình Kim Ly vậy đó mà người ta không cho nhà nó con. Rồi dành dụng bà cháu đi. Yeah. Nó cắt được cái nhà rồi. Thôi đừng buồn nữa ngoại, cố lên ngoại ơi ha. Dạ. Trời đó ơi, bổ nhà, chập bổ nhà, ơi cô ơi. Thôi nghỉ ngơi ngoài. Nghéo thì còn đủ đâu. Dạ, nghỉ ngơi ngoài. Nghỉ ngơi ngoài. Hôm nay là những cái vòng hoa. Đó là mộ của bé Ly, hôm nay mấy chú đang xây nha. Chưa hoàn thành. Phía trên thì đã lót gạch rồi. Thì mấy chú cũng đang chuẩn bị xây lên cho nó hoàn thành. Cái này mình xây mấy bữa nữa mới xong chú. Nếu mà được có rắc rối gì ngày mai nữa rồi. Dạ, nếu mà thuận lợi là ngày mai ha. Còn có mưa thì chắc ngày mốt. Mưa hay cúp điện nữa đó. Dạ. Mưa hay là cúp điện thì nó kéo dài ra nữa. Đúng rồi. Cái rất là cao của chú chị ơi. Cái ngôi mộ của bé Ly là bây giờ cao lên luôn nè. Cái này mình xây cao gì là có tránh nôn nước gì không chú? Đây phù veo đâu có nước nồi gì đâu. Đây không có nước nha. Ngồi sau cây cao dữ rồi ta. Con khơi mà. Hả? Con khơi mà. À, cũng như là họ không có âm xuống đất. Không có âm xuống đất. Ừ. Mình xây được mấy ngày rồi chú? Rồi, 3 ngày rồi đó. Lẹ hết ta. Bằng ốc đá là phương quá đẹp rồi. Nè, rồi chú. Gạch hả? Gạch vậy là gạch giả đá hả? Sao nhìn đi gan luôn kìa? Gạch. À, dán gạch chứ không phải đá hoa cương nha. Tại nhìn cái tâm tưởng đi gan như đá hoa cương vậy. Hoa cương được không? Dán gạch, dán gạch. Chỉ gạch đó vậy thôi chứ. Gạch. Làm mấy ngày nữa xong cậu? Hôm nay không hay thằng lại làm đi. Sao? Cái này sẽ làm bậc thang à? Không anh? Là bậc thang muốn đi bước lên đó phải có bậc thang à? Tối bước lên đây nè, bước lên đây bậc phải không? Ừ. Bước đó. Người lớn lớn không? Cho đặt cây ấy chưa? Chưa cho đây nè, hình cho đây nè. Chưa. Hình ở trong hả? Cái bia làm cho đây nè. Tôi cho máy luôn kìa. Để cho máy luôn đó. Làm.
thêm thêm năm gì đó thì đốn thì tưới cao hơn. Cái này là xây ở trên cao luôn đó. Ừ. Bây giờ ta làm trên cao không đâu ai đào cũng không hết. Thì cái khu vườn này lúc trước á, thì mấy anh em cũng có bé Tiểu Ly cũng có dẫn mấy anh em qua đây nè. Đó đây là cái vườn dừa này của chú anh chị. Mấy cái đồng hoa tới giờ vẫn còn có những bông chưa héo luôn nha. Dạ. Thấy không? Cái bông chưa héo luôn nè. Lúc trước đó là mấy anh em Tiểu Ly ở đây cũng quen biết. Thì hôm nay Quang cũng quay lại rồi. Tập đó nhà bé Tú Ly thì Tú Ly dắt nhiều gà nha. Cái mà mọi gia đình Tú Ly lúc Tú Ly còn sống á. Đó, hôm nay thì mấy em cũng đây để cập nhật cái ngôi mộ của bé Ly có hoàn thành hay chưa cho chú chị mình được xem. Mà ngoại của bé Tú Ly thì cũng đang mệt vì thương nhớ cháu chú chị ơi. À, mình đi gần ở bên từ bữa 19 tới giờ mà hoa vẫn còn tươi nè. Đậu đây là tươi á. Hoa còn tươi nữa. Trong ngày hôm nay, ngày mai là xong mình sẽ đi. Theo chú chia sẻ thì nếu mà thời tiết thuận lợi nữa, không có cúp điện thì ngày mai cái ngôi mộ của bé Ly sẽ hoàn thành nha. Hôm nay hoặc là ngày mai có thể xong. Thì cái kiểm định thành hoàn thành khoảng 90% rồi.